hoàn tuyến nó thấp đúng không ạ? Cái này nó ra cái hoa đẹp thế nhỉ? Hai cây đầu vâng. Cây nữa. À thế ạ. Trồng song song với nhau. Vườn nhà bác rộng thế nhỉ? Ừ. Đây giờ mới ngó thấy giàn trúc này đẹp này. Đây à mai ạ. Đây mai tử. Dạ. À đây ạ. Nó đang ra hoa này đúng không? Ra hoa đây nó rụng quả đây nó à, thế ạ. Các cây nhỏ. Vâng. Mai tử. Thành ra một cái vườn sinh vật cảnh rồi, mang làm ít chim nữa này. Ôi giời ơi, ở đây thì không cần phải nuôi chim, đủ các loại chim ở trên rừng. À thế ạ. À, bìm bịp rồi là dạ. Bắt cô chói cột rồi là đủ các loại là đều, à, các loại trên đời là có hết. Dạ. Này chắc là phải giúp việc chứ còn làm sao ấy được bác nhỉ, phải thuê giúp việc người ta chăm sóc cái gì đúng không ạ? Chỉ có mấy anh em cứ chơi với nhau trong các bác nó hộ thôi. À thế ạ. Trông lom để các bác hay hộ. Chị em thấy vườn rộng như thế này. Nắng cây hoa. Alo.